Dạ, như vậy là bây giờ chỉ còn một mình cô Kim ngồi suy nghĩ bài toán của riêng mình. Em muốn được hỏi ý kiến của chuyên gia là tại sao nhiều người lại muốn ra ở riêng, và thật ra là bản thân em cũng đến một độ tuổi cũng muốn tách khỏi gia đình. Thì theo chị thì nguyên nhân tâm lý đó là từ đâu ra? Thực ra thì nó cũng sẽ có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái quyết định ra ở riêng của các bạn. Một trong những cái nguyên nhân quan trọng nhất và tích cực nhất là chúng ta đã chia sẻ với nhau ngay từ khi bắt đầu chương trình, đó là việc mà các bạn muốn trải nghiệm nhiều hơn và thực sự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Tuy nhiên cũng có những cái nhóm nguyên nhân khác mà chúng ta cũng cần lưu ý, là có thể cái cuộc sống chung nó bớt vui, có những cái bất hòa mà rất là khó giải quyết với nhau, và nó tạo ra cho người ta một cái nhu cầu, đó là việc thoát ly ra khỏi gia đình. Và cũng có những cái lý do khác, có thể là cái việc ra ở riêng là nó thuận lợi hơn cho công việc hoặc là cho một cái giai đoạn nào đó trong cuộc sống. Tuy nhiên phản ứng của bà Thủy trong câu chuyện này thấy thì có vẻ là đồng thuận đấy, nhưng mà thực sự với rất là nhiều những cái chi tiết ấy, chúng ta cũng nhận ra có vẻ đây cũng là một cái quyết định đối với bà thì nó cũng không phải là một quyết định thuận lòng bà đâu. Nhưng mà em nghĩ là đưa ra những khó khăn trước mắt không phải là cái để cản bước đâu, mà đối với những người trẻ như tuổi của em ấy, thì đó sẽ là những cái điều mà họ muốn đạt được. Đúng, cũng là một cách để mình tự chứng tỏ bản thân mình. Cái nội dung mà bà Thủy bày biện ra cho cô Kim là một cái kỹ thuật rất là tuyệt vời. Tuy nhiên như chúng ta nói về gọi là cái tâm cơ, cái ý đồ, thì có vẻ như bà Thủy vẫn muốn giữ con gái ở lại cho gia đình. Nhưng quay trở lại cái nội dung câu chuyện đi. Nếu như mà chỉ bàn đến nội dung thì chị rất là ủng hộ cái cách mà bà Thủy làm. Có nghĩa là bởi vì cái việc mà mình cản trở và mình đưa ra một cái lời nói không lúc này, nó cũng không thể nào thay đổi được vấn đề. Đặc biệt trong cái trường hợp cô Kim đã là người trưởng thành, và như vậy thì thay vì cản trở thì chúng ta sẽ bày biện để cho bạn đó thấy điều gì đang đợi con ở cái cuộc sống riêng tư đó. Và nếu như mà con giải quyết được những vấn đề đó thì con cứ mạnh dạn. Mình nghĩ rằng là nó vừa là một cái gọi là một cái thông tin để bạn Kim bạn chủ động. Cái thứ hai đó là nếu như mà bạn cảm thấy không đảm đương nổi thì thôi quay trở lại và đúng với ý của mẹ. Nhưng mà trong trường hợp cậu đấy không có giải quyết được hơn thì đó cũng coi như là một cái sự chuẩn bị tâm thế rất là sẵn sàng cho cái việc sống riêng. Và như vậy thì ngoài những điều mà bà Thủy bày biện ra cho cô Kim thấy, thì những bạn trẻ khi mà muốn ra riêng còn phải lưu ý những điều gì nữa ạ? Đầu tiên không thể né tránh đó là câu chuyện về tài chính. Và bạn sẽ phải trả lời rằng cái năng lực tài chính của mình nó có đảm đương được những cái yêu cầu hết sức là lý tính này hay không. Như vậy thì công ăn việc làm, cái thu nhập của mình là một con số bao nhiêu, và với cái con số đó thì mình sẽ phải có một cái phương thức chi như thế nào. Cái thứ hai đó là cái điều kiện sinh hoạt. Thật sự khi bạn rời ra khỏi nhà thì cái nhịp sống của bạn nó đòi hỏi bạn phải tự sắp xếp nhiều hơn. Cái sự hỗ trợ của gia đình nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và bạn sẽ không thể nào ra khỏi nhà rồi mà vẫn gào thét và quay trở về để nhờ những cái người khác hỗ trợ mình. Thì điều này là về bản chất nó cũng chưa có ra riêng, mà nó chỉ làm cho cuộc sống mình phiền toái hơn thôi. Cái thứ ba đó là cái gọi là cái bản lĩnh của chúng ta. Thực sự thì khi bạn ở chung với ba mẹ, bạn vẫn được để mắt tới, bạn vẫn được quan sát, bạn vẫn được hỗ trợ. Và có thể là đôi khi bạn mềm yếu thì đã có người cho bạn tựa nương ngay lập tức. Nhưng mà khi bạn sống một cái cuộc sống riêng, bạn tự mình đối mặt với nhiều thứ. Trong đó có cả những cái gọi là những cái lời mật ngọt, trong đó có cả những cái tổn thương, trong đó có cả những cái sự đả kích mà cuộc sống mang đến cho bạn. Thế thì bạn sẽ phải ứng phó với những cái điều đó như thế nào? Trong cái cuộc sống tự lập đó thì mình phải hình dung để mình có thể có một cái tâm thế tốt nhất khi mà mình quyết định sống cuộc đời riêng của mình ở một cái nơi mà chỉ có một mình. Và như vậy thì thông qua những lời chia sẻ vừa rồi thì em đã hiểu được cái tâm lý của những ông bố bà mẹ cũng như những bạn trẻ. Thế thì em muốn hỏi riêng chị Tô Nhi A, nếu là chị có đồng ý cho con chị ra ở riêng không? Chị đã chuẩn bị cho việc con chị ra ở riêng ngay từ bây giờ. Khi mà bạn lớn nhà chị hiện nay thì đang ở độ tuổi cuối tiểu học. Ủa còn rất nhỏ chị ơi. Đúng, và chúng ta sẽ phải nhìn ra rằng là đến 18 tuổi ngay từ tư cách pháp nhân và sự thừa nhận của pháp luật thì bạn ấy đã phải là một cái con người độc lập rồi. Thế thì khi mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc riêng tư này càng sớm thì một, chúng ta là cái người đỡ đau khổ nhất với cái sự rời xa của con cái, và cái thứ hai đó là bản thân đứa trẻ sẽ sớm để có một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái việc sống riêng của mình. Bởi vì muốn hay không thì cái ngày riêng tư đó nó sẽ cũng tới. Vậy tại sao chị không để bé ở bên cạnh chị cho đến khi bé lập gia đình thì mình hẳn để bé rời xa? Bởi vì lúc đó có thể là bạn ấy sẽ mất đi cơ hội để có thể trưởng thành thực sự trong một vài những cái quyết định mà thực tế rồi những quyết định đó là chỉ có một mình bạn đó thụ hưởng mà thôi. Ví dụ nghề nghiệp, mối quan hệ xã hội, giải quyết các khủng hoảng trong cuộc sống. Xin cảm ơn tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đã giúp cho quý vị khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ còn rất nhiều điều để chia sẻ cùng nhau trong chương trình Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16h40 thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 quý vị nhé. Minh Ngọc và tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A xin chào và hẹn gặp lại.